Bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết có hơn 80 tổ chức kêu gọi Anh, Nhật và Ấn Độ phản đối yêu sách của Trung Cộng tại Biển Đông. Có 80 tổ chức hội đoàn tại Âu Châu, Canada, Úc Châu, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã gửi thư đến 3 ngoại trưởng của Anh, Nhật và Ấn Độ kêu gọi họ lên tiếng bác bỏ yêu sách của Trung Cộng tại Biển Đông. Theo nội dung bức thư được đề ngày 24 tháng 8, các tổ chức trên thế giới kêu gọi ba nước trên hãy bác bỏ những yêu sách tùy tiện của Trung Cộng. Các tổ chức này cũng khẳng định yêu sách đường chín đoạn rõ ràng là bất hợp pháp, vi phạm Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Cuối thư thì các tổ chức cho rằng các cường quốc dân chủ cần phải cương quyết chống lại sự hung hăng và xâm lấn của Trung Cộng. Do đó thì họ ghi rõ, chúng tôi kêu gọi các chính phủ của quý vị kết hợp với Hoa Kỳ và Úc Châu chính thức bác bỏ những yêu sách của Trung Cộng tại Biển Đông để tái lập nền móng cho một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và an toàn. Trung Cộng đề nghị tăng cường hợp tác sông Mekong. Thưa quý vị, Trung Cộng công bố một số đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong vùng Mekong and Lan Thương bắt đầu kể từ năm 2020, và đề xuất của Trung Cộng được đưa ra tại hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo hợp tác Mekong Lan Thương, viết tắt là LMC lần thứ 3, khai mạc vào ngày 24 tháng 8. Đại diện của Trung Cộng là Thủ tướng Lý Khắc Cường thông báo đã bắt đầu kể từ năm 2020 thì Trung Cộng chia sẻ dữ liệu thủy văn trong cả năm của đoạn sông Lan Thương chảy trên lãnh thổ Trung Cộng với các nước ở khu vực sông Mekong. Được biết vào tuần trước thì Việt Nam đã lên tiếng để tố cáo rằng Trung Cộng đã tự tiện xả nước các con đập của họ ở đầu nguồn, khiến cho Việt Nam không thể biết trước được dung lượng của nước tràn xuống vùng hạ lưu là bao nhiêu, cho nên rất khó cho Việt Nam có những biện pháp để ngăn ngừa lụt lội. Hội nghị hợp tác Lan Thương Mekong gồm 6 quốc gia: Trung Cộng, Cambodia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Việt Nam có thêm 6 trường hợp mắc COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam vào chiều ngày 24 tháng 8 công bố có thêm 6 trường hợp đã nhiễm COVID-19, 4 ca tại Đà Nẵng và 2 ca tại Hải Dương. Như vậy thì tổng số ca kể từ đầu mùa dịch đến nay tổng cộng 1.022 trường hợp. Và trong số này có 27 trường hợp tử vong. Tỉnh Hải Dương vừa thiết lập vùng cách ly y tế đối với một cụm dân cư và một xưởng sản xuất liên quan đến bệnh nhân 1016. Cụ thể thì Chủ tịch tỉnh đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày kể từ ngày 24 tháng 8 đối với cụm dân cư thuộc thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng và toàn bộ xưởng sản xuất đúc cống bê tông. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giao thông Vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ những khu vực bị cách ly. Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tạm ngừng hoạt động 3 bệnh viện do không bảo đảm được an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đó chính là Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt Hightech. Bản tin kế tiếp liên quan đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Thưa quý vị, khai trương văn phòng ủng hộ Tổng thống Trump tại Virginia. Vào thứ Ba, ngày 18 tháng 8, 2020, Asian Pacific Americans for Trump đã được khai trương văn phòng ở trung tâm thương mại Eden thuộc thành phố Fortress của tiểu bang Virginia. Mục đích của tổ chức này nhằm giúp đỡ cho tất cả các cử tri ủng hộ Tổng thống Trump trong dịp bầu cử vào tháng 11 sắp tới, như là ghi tên bầu cử hay là trả lời những thắc mắc nếu cử tri có. Đúng 3 giờ trưa, đại diện của Asian Pacific American for Trump đã cắt băng khánh thành văn phòng và sau đó thì mọi người đi ra ngoài lều để nghe phần phát biểu của các diễn giả. Cô Đỗ Anh Tú, đại diện cho Asian Pacific Americans for Trump, đã cảm ơn mọi người đã tới để dự buổi khai trương văn phòng. Kế tiếp thì cháu của Phó Tổng thống Pence, đó là ông John Pence, Senior Advisor of Trump Victory Campaign, đã nói về việc làm của Tổng thống Trump và Tổng thống Trump xứng đáng được làm thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Trong dịp này thì ông John cũng đã thay mặt Tổng thống Trump chuyển tặng một số quà có chữ ký của Tổng thống Trump. Sau đó là phần phát biểu của một số nhân vật thuộc đảng Cộng Hòa cũng đã phát biểu. Buổi khai trương kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, thưa quý vị. In short, America is up for a vote in 76 days. And the only way we stand up for our freedoms, for our greatness, and for America is by re-electing President Trump for 4 more years. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết đào đã bị thu hồi vì tình nghi nhiễm vi khuẩn Salmonella. Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vào Chủ nhật 23 tháng 8 đã tuyên bố thu hồi hàng loạt sản phẩm đào do số trái cây này bị tình nghi nhiễm vi khuẩn Salmonella.
Nằm trong danh sách thu hồi là những trái cây do công ty Prima Wawona cung cấp và đóng gói, vốn bán ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 8 vừa qua. Tính cho tới nay thì vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương hay là gặp nguy hiểm tới tính mạng, và tiến trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Đào bị nhiễm vi khuẩn đã được bán tại các cửa hàng như Kroger's, Walmart, Wegmans, Food for Less và Aldi. Các triệu chứng bao gồm như là tiêu chảy, sốt cao và đau bụng kéo dài từ khoảng 12 đến 72 tiếng đồng hồ sau khi tiếp xúc với Salmonella. Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là nam tài tử Tom Cruise nhảy khỏi mô tô ở độ cao 150m. Thưa quý vị, nam tài tử Tom Cruise thực hiện một cảnh nhảy khỏi mô tô đang bay ở độ cao 150m không cần diễn viên đóng thế. Theo báo NME, hôm 23 tháng 8, thì thợ săn ảnh đã chụp được khoảng cách tài tử 58 tuổi tại phim trường Mission Impossible 7 ở tại Oxfordshire. Tom Cruise đến Oxfordshire để mà thực hiện các cảnh quay về mô tô hồi đầu tháng 8 và các cảnh quay kéo dài hơn dự kiến bởi vì một diễn viên đóng thế gặp tai nạn khiến cho xe bốc cháy tại trường quay. Sự việc không thiệt hại về người nhưng khiến cho đoàn phim phải nghỉ vài ngày để sửa chữa xe lại và bối cảnh. Vừa rồi là chương trình tin tức thời sự buổi tối. Kiều Trâm và Quang Trương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt.